một nền tảng cung cấp game có bộ nhận diện thương hiệu là những nhân vật Minecraft được lồng tiếng bởi Chị Thỏ Ngọc đến với trải nghiệm game cực kỳ khấm lọ và mang đậm tính cà khịa, được sản xuất bởi một studio vô danh nào đó. Họ muốn trò chơi của mình được nhiều người biết đến, họ làm được. Họ muốn trò chơi của mình mang đến nhiều niềm vui cho mọi lứa tuổi, họ làm được. Họ muốn kiếm tiền, well, họ không làm được vì game này miễn phí và cũng không chèn quảng cáo. Birdman Go hay GO tùy. Đã 9 năm kể từ khi Flappy Bird làm mưa làm gió trên mọi hệ điều hành và khiến các gia đình tan vỡ vì vợ thu điểm chồng, cha thu điểm con và cả nhà mãi dí tay vào màn hình mà quên nhắn nhủ là yêu thương. Nhưng nó vẫn đủ cuốn hút để truyền cảm hứng cho những con người tài năng. Nhưng mà không quá tài năng, với quá tài năng thì sẽ không phải làm lại game của người khác. Birdman Go đem trở lại cho bạn chính xác lối chơi cũ, sự ức chế cũ và tất cả những cảm xúc tiêu cực mà bạn tưởng bạn đã có thể gác lại phía sau và sống một cuộc đời tươi đẹp. Tất cả sẽ ùa về như trong một phong cách chơi mới, đáng yêu hơn, mất đét hơn, dễ bị kiện hơn và dối hơn. Vì bạn phải cài Blockman Go xong đi vòng vòng các thứ rồi mới chơi trò này được, nhưng vẫn khá đáng. Đã 9 năm kể từ khi Flappy Bird ra đời và chết đi, Birdman Go đến để thừa kế di sản. Một cái di sản mà đã có quá nhiều game khác kế thừa. Nhưng Birdman Go quyết tâm khẳng định bản thân trong cuộc đua bằng cách cho bạn chơi chim KOL. Trong tựa game này, bạn có thể tùy chọn các con chim mang mặt của các streamer, youtuber, các nhân vật và cả meme nổi tiếng trong cộng đồng mạng. Người chơi có thể chọn chơi chim của nhân vật mình thích. Xin tự giới thiệu, tôi chỉ là Jimmy. Tướng thật khác, ngại tán em. Ta không muốn chửi, thật sự chửi làm rất là dơ, nhưng mà bắt buộc đúng chuyện là phải chửi tụi bay. Nếu bạn đang tự hỏi có vài cái video này sẽ chỉ là 4 phút xem Amy và Chipu 2D đập đầu vào chướng ngại vật trong khi nghe tôi làm nhảm hay không thì đừng tự hỏi nữa, đúng mẹ vậy rồi. Thề tôi muốn chế của Pentakill của tôi hôm qua lắm, nhưng mà video này là Birdman Go, ok chưa? Thay vì đi theo lối mòn tư tưởng không tiền đố mày có skin, Birdman Go mang đến cho bạn hàng chục nhân vật khác nhau cho bạn tùy chỉnh, hoàn toàn miễn phí. Còn sau hỏi ra thêm cái gì mà tính phí nữa thì chưa biết. Từ các ca sĩ, youtuber cho đến những gương mặt vàng trong làng meme và cả những cái ảnh tôi trái biết họ lôi từ đâu ra nhưng mà trông cũng khá buồn cười. Nhưng mà chắc là cũng sợ đánh bản quyền nên là mới để mấy con chim tên kiểu Chipu 1976+1 xong rồi Hiền Lách các thứ. Đoán thế. Đã 9 năm kể từ lần cuối người ta nếm trải nỗi cay đắng khi mãi không vượt qua được cái ống cống thứ 3, giờ hãy quay trở lại với Flappy Bird trong phiên bản cải tiến này để nhận cho mình 3 mạng mỗi vòng chơi. Và mãi không vượt qua được cái ống thứ 4 bởi vì bạn đã quá già để chơi được cái trò như này. Với mỗi mạng bạn mất do đập chim vào cá mập, những câu thoại bất hủ tương ứng với nhân vật bạn chọn sẽ hiện ra. Nhưng giờ được lồng thêm chữ chim vào để nâng độ bẩn bựa lên một tầng cao, không mời lắm nhưng mà cũng khá là mới. Bay kiểu vừa mua bảo hiểm nhân thọ. Đúng kiểu vừa mua bảo hiểm nhân thọ, chắc nó đang cần tiền. Mình cứ enjoy cái moment chơi chim này. Mình cứ enjoy cái moment chơi chim này. Để luôn gọi em là chim bé. Để anh vẫn luôn gọi em là chim bé. Ừ thì mấy quất này đều tùa thô thiển về chim nhưng mà well, game mới thế mà, nó là chim, cao mong đợi gì. Bay. Và để thêm phần đáng yêu không thực sự cần thiết cho một tựa game vốn sinh ra để gieo rắc ức chế, hãy gặp các background cực kỳ cute, hay còn gọi là các map, để bạn được trải nghiệm đập mặt Chipu và các thể loại chướng ngại vật khác nhau như phòng livestream của streamer, nơi Chipu đụng vào những cái cột loa xếp lung tung, những ly mì bừa bãi và bị laptop bay vào mặt, đường phố Việt Nam, nơi Chipu len lỏi giữa những tòa nhà mọc ngược, né tránh tú rác và gạch đá ném vào người, Hạ Long Bay, nơi Chipu bị một lũ phi công dí, chả vì lý do gì cả. Sao lại có máy bay à, Hạ Long Bay à? Thế giới Blockman Go, nơi Chipu bị khối vàng và bác quảng rơi vào người. Thế giới Garena, nơi Chipu đụng phải miếng gà rán, gặp anti-fan, hacker và cả nút dislike. Mặc dù tôi không chắc là tại sao Chipu lại có thể bị tổn thương bởi anti-fan và nút dislike. Hai cái đấy kiểu Chipu ăn như buổi sáng ấy. Đã 9 năm kể từ khi... Ui, tóm lại là một tựa game bạn chơi kiểu gì bạn cũng thua, đến nỗi họ phải để chữ chiến thắng khi bạn thua cho bạn đỡ tủi và để cho bạn biết là bạn đang thành công cỡ nào trong việc thất bại. Và hãy gặp hệ thống so chim để bạn cạnh tranh điểm số của mình với bạn bè trong một nỗ lực tỏ ra mình ngầu. Nhưng bạn biết cái gì ngầu hơn không? Bạn có thể xem người khác đang làm gì với chim của họ trong chim hot nhất, nơi họ xếp hạng chim của nhân vật nào được người chơi chọn nhiều nhất. Nhưng mà thôi, hãy đối diện với sự thật đi. Nếu mà game này đủ hay thì Genshin Impact sẽ biến nó thành một bản cập nhật, và kiểu ai mà chẳng muốn xem cái ly nhảy qua mấy cái ống khói. Hy vọng là cái game này sống đủ lâu với tôi thực sự cần một cái gì đơn giản như thế này để giết thời gian. Birdman Go hay là cái gì đấy.